thiêu thân lao đầu vào lửa vì bạn gái trả giá tất cả, đổi lấy lại là cô đào hôn. Tiền mồ hôi nước mắt vất vả trả giá, cũng bị cô cầm đi trả nợ cho bạn trai. Một lần nữa, cố triết lựa chọn để lại tất cả tình cảm cho người xứng đáng. Nhìn cố triết và hoa khôi trường ra vào vào, tống dịch hàm đỏ hốc mắt. Cố triết, trước kia không phải anh đã nói sẽ luôn tốt với em sao? Cố triết, em đã tuyệt giao với bạn trai rồi, anh về được không? cố triết, sao anh lại keo kiệt như vậy? Tống dịch hàm đã đánh mất chàng trai trong mắt đều là cô. Em chọn bạn trai, sau khi anh buông tay em lại khóc cái gì? Đời này, cố triết sẽ không phụ lòng cô gái trong mắt đều là mình, đóa hoa bá vương nóng bỏng kia. Chương một. Dù là làm ngươi một dây tân nương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Bá đạo giáo hoa vì ta ra mặt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Cùng trà xanh nữ quyết liệt, cổng giáo hoa đi phòng y tế. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Đừng sợ, ta cùng ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5. Chú ý triết, nguyên lai người lưu manh như vậy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6. Các nàng không xứng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7. Ngươi cũng là một cô gái thanh xuân A. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 8. Cái này chính nghĩa, ngược lại cũng không phải không phải mở rộng không thể. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9. Tin tức kém. Chú ý triết tối cường kim thủ chỉ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10. Dương Đạo đưa tới hạng mục. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét